Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Khỏe để sống vui. Thưa quý vị, từ trước đến nay khi mà chúng ta nhắc đến tự kỷ thì chúng ta thường nghĩ ngay đây là cái hội chứng thường mắc phải ở trẻ em. Tuy nhiên, ngày nay thì cũng có rất nhiều những người trưởng thành mắc phải bệnh lý tự kỷ. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể là can thiệp vào bệnh lý này đây cũng như là chăm sóc những người mắc tự kỷ thật là tốt? Ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay sự có mặt của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Giang là Phó Viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng. Và bên cạnh đó là sự có mặt của chị Nguyễn Diệu Linh là đại sứ KYY và cũng là một người có rất là nhiều những cái cuộc gặp cũng như là những cái hoạt động xã hội có liên quan đến người tự kỷ. Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời ạ. Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta nhắc đến tự kỷ thì có lẽ đây là một cái căn bệnh rất là nhiều người đang quan tâm trong cái sự phát triển của đời sống xã hội hiện nay. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là can thiệp vào bệnh tự kỷ đây, nhất là tự kỷ đối với những người đang trưởng thành, điều trị và chăm sóc cái chứng rối loạn tự kỷ ra sao cho nó hợp lý? Chúng tôi đã mời đến trường quay sự có mặt của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Giang là Phó Viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng. Bên cạnh đó là sự có mặt quay trở lại của chị Nguyễn Diệu Linh là đại sứ KYY, là một người cũng có rất là nhiều những cái hoạt động đóng góp cho xã hội của chúng ta. Có lẽ khi mà chúng ta nhắc đến tự kỷ thì có những cái con số rất đáng báo động, bác sĩ Giang ạ. Tổng cục thống kê đưa ra là cái hội chứng tự kỷ, những người mắc tự kỷ ở độ tuổi trưởng thành đã không ngừng gia tăng hàng năm. Vì sao lại có sự gia tăng này? Tự kỷ là một cái vấn đề về bệnh lý, cái hội chứng tự kỷ, và cũng mới chỉ được người ta công bố cũng như là người ta nghiên cứu nhiều, phát hiện từ những năm 2000 thôi, chứ nó chưa lâu. Chính vì thế cho nên các cái con số nó tăng lên do nhiều yếu tố. Nhưng thứ nhất là một cái bệnh mới được phát hiện thì người ta cũng sẽ càng ngày người ta càng tìm kiếm được nhiều hơn. Cái sự quan tâm của mọi người cũng nhiều hơn, đúng không ạ, với vấn đề về tự kỷ. Vì khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta mới tìm được ra nó ở lẩm khuất ở đâu đó. Cho nên có thể không phải nó tăng, mà trên thực tế là cái tỷ lệ của nó đã cao, nhưng vì chúng ta chưa phát hiện được hết. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì càng ngày chúng ta cũng càng có thêm những cái công cụ, có thêm những cái phương tiện để chúng ta xác định được hơn. Thế rồi là bên cạnh đấy thì chúng ta cũng phải nói đến các yếu tố, những cái thay đổi về mặt môi trường, những cái vấn đề sử dụng các cái chất độc hại như thế nào, rồi những cái bệnh lý trong cái giai đoạn mang thai ra sao có thể ảnh hưởng đến. Thì tất cả những cái đó nó góp phần khiến cho chúng ta nhìn thấy là cái vấn đề về tự kỷ ngày càng phát hiện được nhiều hơn. Trước đây thì khi mà chúng ta nhắc đến tự kỷ là chúng ta nhắc đến là trẻ em bị tự kỷ nhiều. Nhưng mà giai đoạn hiện nay tôi thấy là tự kỷ còn xuất hiện ở cả những người trưởng thành. Vậy thì tự kỷ ở người trưởng thành nó khác với tự kỷ ở trẻ em ra sao, bác sĩ? Cái tự kỷ đúng là đa phần gặp ở những trẻ dưới 3 tuổi. Đấy là việc đầu tiên. Đa phần những cái trẻ tự kỷ là những trẻ được phát hiện trong giai đoạn 3 năm đầu khi mà ra đời, dưới 3 tuổi. Hiện nay thì chúng ta phát hiện cả ở thanh thiếu niên rồi người trưởng thành. Thì như tôi đã nói là nó có nhiều thể khác nhau, nó có nhiều mức độ khác nhau. Có thể những mức độ mà tự kỷ nặng thì nó phát hiện ngay từ lúc còn bé, nhưng có thể có những cái tiềm ẩn mà chúng ta không phát hiện được. Rồi cái người trưởng thành bây giờ, ví dụ thế chẳng hạn, có thể người bây giờ 30 tuổi chẳng hạn, thì có cái câu chuyện tự kỷ nó có ngay từ khi sinh ra rồi, nhưng nó ở thể nhẹ và bao nhiêu năm không phát hiện. Yếu tố đầu tiên đó là như ban nãy chúng ta nói, đó là phát hiện muộn. Yếu tố thứ hai nữa đó là có thể có những cái bệnh lý tiềm ẩn, bởi vì là khi nói về nguyên nhân tự kỷ chúng ta sẽ thấy rằng là nó có những cái vấn đề về mặt bệnh lý trong cơ thể nữa. Nếu không được phát hiện sớm, không được điều trị thì đó chính là một phần của cái nguyên nhân dẫn đến cái câu chuyện tự kỷ ở người trưởng thành nữa. Khi mà đi sâu vào tìm hiểu những cái nguyên nhân khiến cho bị mắc cái hội chứng tự kỷ này thì cái nguyên nhân chính nào mà thường phổ biến nhất mà bác sĩ có thể đề cập đến không? Bây giờ thì người ta cũng chưa thể nói được hoàn toàn là nguyên nhân chính hay không, nhưng người ta thấy rất là rõ có các cái nhóm nguyên nhân về di truyền, nó có yếu tố về gen, những cái bệnh lý bẩm sinh chúng ta cũng có những yếu tố đó, rồi những vấn đề tác động ở những cái yếu tố tác động khác về mặt môi trường, ví dụ như là người mẹ bị nhiễm virus khi mang thai chẳng hạn, hoặc là người mẹ bị mắc một số các bệnh lý khi mang thai chẳng hạn, nó cũng làm cho cái tỷ lệ để mà trẻ cái người sinh ra ấy, trẻ em sinh ra nó có sẵn những cái vấn đề về mặt tự kỷ. Ở đây có một cái điều rất là vui, đấy là một cái sự tranh cãi không ngừng nghỉ về câu chuyện tác động của vaccine đến cái vấn đề về tự kỷ. Thế, tuy nhiên là cũng phải nói rất là rõ với tất cả mọi người là cho đến hiện nay thì khoa học chưa tìm thấy bất kỳ nguyên nhân nào chứng minh rằng là cái việc tiêm vaccine sẽ gây nên cái vấn đề về tự kỷ hay có ảnh hưởng đến vấn đề tự kỷ ở người trưởng thành. Thực sự là đối với một người mà có nhiều hoạt động xã hội như Linh đây, thì không biết là Diệu Linh đã từng tiếp xúc và từng có đồng hành với những người mắc tự kỷ trong cuộc sống chưa? Và lúc đó thì bạn có cảm nhận như thế nào? Thật ra thì trong cái quá trình hoạt động của em thì em cũng có gặp qua những người bị tự kỷ. Khi mà mình giao tiếp với họ thì cơ bản là mình cũng ít nhiều
sẽ chú tâm vào các cái hành vi của họ. Theo em nhận biết ý ạ, thì người tự kỷ thì họ giao tiếp họ rất là khó khăn, tức là trong cái cách mà họ truyền đạt những cái thông tin cho cái người đối diện, cái cách mà họ giao tiếp với cái người đối diện, họ cũng không có thói quen nhìn vào mắt người ta, mà họ sẽ nhìn sang bên trái hoặc sang bên phải hoặc là nhìn đâu đấy. Ngoài ra thì họ sẽ có những cái động tác rất là nhỏ như kiểu động tác tay lặp đi lặp lại nhiều lần. Hay em cũng thấy là có rất nhiều người họ tự kỷ, nhưng mà họ có thể bắt đầu câu chuyện với mình nhưng họ lại không thể kéo dài được câu chuyện đấy. Tức là họ không thể nào đào sâu được vào những cái câu chuyện, và họ cũng rất là khó khăn trong quá trình là bày tỏ cảm xúc của họ, cũng như là làm thế nào để giao tiếp và để hòa đồng được với mọi người ạ. Không biết là cái biểu hiện như mà Linh chia sẻ đó, nó có đúng với cái sự đơn độc của họ hay không? Phần nào thì nó cũng đúng. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải hiểu rất là rõ bản chất của cái tự kỷ nó là gì. Tự kỷ nó là một tình trạng bệnh lý thực sự, và nó có những cái tổn thương ở trên não, nó dẫn tới những cái vấn đề liên quan đến các cái về hệ thần kinh, cũng như là những cái vấn đề biểu hiện bên ngoài chúng ta nói đến hành vi. Thế thì tự kỷ là những người rất, tức là bản thân họ không có năng lực, hoặc là rất khó khăn, hoặc là rất hạn chế trong việc năng lực về giao tiếp. Đấy là việc đầu tiên. Không phải là họ không muốn nhé, nó sẽ khác về trầm cảm nhé. Chúng ta sẽ nói câu chuyện, và ở đây rất nhiều người nhầm, và rất nhiều người nhầm câu chuyện về trầm cảm với tự kỷ. Chúng ta sẽ phải xác định rõ, đấy là tự kỷ là không phải người ta không muốn, mà là thực sự người ta bị hạn chế, người ta bị khó khăn trong câu chuyện về mặt giao tiếp. Người ta không biết cách diễn đạt là một phần, người ta không có cách bày tỏ, cả bằng ngôn ngữ, cả bằng hình thể, cả bằng rất nhiều phương thức khác nhau. Đấy là việc đầu tiên. Như vậy chúng ta hình dung là bản thân họ, trong con người họ, trong họ nó vẫn diễn ra rất là nhiều các hoạt động, nhưng mà người ta không bộc lộ được ra ngoài, không có khả năng bộc lộ ra ngoài. Chính vì vậy cho nên là như Linh nói, những cái biểu hiện đấy, đấy là người ta sẽ, vì người ta không có khả năng biểu đạt, cho nên nó rất là đơn điệu, nó rất là buồn chán. Ví dụ chẳng hạn như người ta nhìn vào đâu đấy, người ta chỉ nhìn chằm chằm một cái điểm gì đó thôi. Người ta không nhìn vào mắt người giao tiếp, mà người ta nhìn vào góc bàn chẳng hạn. Hay người ta nhìn, tức là luôn luôn những cái người mà tự kỷ, người ta để ý thấy là khi nhìn vào một hình vẽ, người ta nhìn ở cái gì hình vẽ nhiều. Và người ta không có nhìn, người ta không có quan sát được tổng thể, người ta không có khả năng quan sát được vào trọng tâm. Đấy, rồi ngay kể cả ngôn ngữ cũng vậy, là một cái sự thể hiện ra thì người ta chỉ lặp đi lặp lại một vài những cái câu nhất định, đặc biệt là ở trẻ thì cái tự kỷ nó dễ nhận ra hơn. Trẻ chỉ làm một vài những hành vi, hành động lặp đi lặp lại. Trẻ chỉ nói một vài câu lặp đi lặp lại. Trẻ chậm nói, chậm giao tiếp. Và ở đây nó là câu chuyện khó khăn, chứ không phải người ta không muốn. Đấy, thế thì mình, nó có rất là nhiều những cái biểu hiện của người tự kỷ. Và ở góc độ nào đấy thì chúng ta hình dung là người tự kỷ nó như có một cái vỏ bọc. Người ta không làm cách nào để người ta có thể bộc lộ cái phần bên trong. Như là những cái biểu hiện mà bác sĩ chia sẻ thì bản thân tôi sẽ phân biệt được đây là một cái biểu hiện về bệnh lý nha. Nó sẽ khác với cái dấu hiệu của trầm cảm. Tự kỷ là một vấn đề về mặt tâm thần, về mặt vấn đề về mặt thần kinh, về mặt não bộ. Tự kỷ so với lại trầm cảm nhé, thì nó có thể phân biệt nó thế này này. Thứ nhất là tự kỷ là sự khó khăn và hạn chế trong giao tiếp. Còn trầm cảm là một sự không thích giao tiếp. Tại vì mà tôi muốn bác sĩ phải nhấn mạnh cái điều khác nhau này, bởi vì tôi thấy như là trong cái cuộc sống của chúng ta tất bật, hối hả quá như ngày hôm nay. Quả thật tôi cũng chia sẻ là nhiều lúc bản thân mình cũng tự đặt câu hỏi là không biết là mình có bị tự kỷ hay không. Như là một buổi sáng mình cảm thấy là mình hơi buồn chán, mình mặc dù là công việc của mình rất là tốt, mình vẫn đang kiếm tiền tốt, mình đang đặt những cái mục tiêu mình rất là tốt. Nhưng mà đôi khi mình cảm thấy chán nản, mình ngại giao tiếp với mọi người, mình thích thu mình. Linh, không biết là Linh có giống tôi không? Linh có những cái khoảng lặng nào như thế trong cuộc sống của mình không? Dạ đương nhiên là có chứ ạ. Đặc biệt là cái khoảng thời gian mà cái dịch Covid hoành hành ạ. Khi mà mình không thể ra bên ngoài giao tiếp cùng với mọi người, hay là mình bị thu hẹp ở trong cái không gian riêng của bản thân, đặc biệt là những người học sinh, sinh viên hay là những người đi làm, họ chỉ ở trong cái khu phòng trọ thôi, và cái không gian sống của họ rất là hẹp. Và em cảm thấy rằng là khi mà bản thân mình ở trong một cái không gian như thế, trong một cái hoàn cảnh như thế, đôi khi mình không thể suy nghĩ tích cực được, mình rất là bị suy nghĩ rất là nhiều thứ như kiểu
mình phải làm sao, công việc của mình liệu sẽ có ổn hay không, không biết được là cái dịch còn lâu nữa hay không thì nó sẽ kết thúc, mình sẽ có rất nhiều các cái nỗi lo, các cái để tâm, nên là đôi khi là kiểu mình bị bó chặt vào những cái nỗi lo đấy, nên là đôi khi em kiểu em bị ở trong đấy và không ra được. Xong mình nghĩ là ô hay là mình không muốn giao tiếp với người khác, rồi là khi bạn bè có hỏi chuyện mình cũng không muốn nói ra. Rồi thật ra thì những cái đấy mình có thể hoàn toàn nói được, nhưng mà mình cảm thấy là có cần thiết phải nói không nhỉ, hay là thôi đi, mình kệ đi, kiểu vậy. Đấy, Cường với Linh đã thấy và mọi người cũng thấy là bắt đầu chúng ta phân biệt rất là rõ, đúng không ạ? Rõ ràng tự kỷ là một vấn đề bệnh lý về mặt tâm thần, trầm cảm là một vấn đề về mặt tinh thần, về mặt tâm lý, được chưa ạ? Thứ hai nữa là cái câu chuyện ở trầm cảm thì nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong cuộc đời, sau những cái stress, sau những cái căng thẳng kéo dài. Còn tự kỷ chẳng sau cái gì cả, nó là bẩm sinh, nó là đã được, chỉ có điều là chúng ta phát hiện nó ở giai đoạn nào thôi, bởi vì nó là những cái tổn thương ở trên vỏ não. Cái việc trầm cảm thì có thể xảy ra ở mọi độ tuổi khác nhau, mọi thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Và trầm cảm thì có thể vượt qua được, có thể là chúng ta biết cách để chúng ta khống chế được. Còn tự kỷ thì sẽ cần phải điều trị, cần phải trị liệu, và cái hiệu quả của nó cũng rất là hạn chế, vì nó là một bệnh lý thực thể. Một cái nó là vấn đề về mặt tinh thần. Cũng lưu ý là trong tự kỷ thì gặp nhiều ở trẻ em nam, gấp 4 lần so với lại trẻ em nữ. Còn trầm cảm thì thật ra giới nào cũng có thể, nữ lại gặp nhiều hơn. Dạ, tôi sau khi mà phân biệt ra xong thì tôi lại thắc mắc thêm một điều nữa bác sĩ ạ. Liệu rằng là mình trầm cảm lâu mình có thể nào dẫn đến tự kỷ không? Ở người trưởng thành, đúng không ạ? Có nghĩa là trầm cảm có thể là mình vượt qua, nhưng nếu mà mình không vượt qua trầm cảm quá lâu liệu rồi có thể thành tự kỷ không? Thì liệu có thể thành tự kỷ hay không? Không thành được. Không thành được. Vì hai cái khác nhau, một cái là tổn thương thực thể trên vỏ não. Nếu mà cái trầm cảm kéo dài nó cũng không gây nên những cái tổn thương thực thể như vậy được. Chỉ có điều là những biểu hiện của nó thì thực sự là cũng sẽ có lúc khi nó bị, nếu mà Cường mà không thể đi được ấy, thì càng ngày trầm cảm càng nặng. Nó không phải là tự kỷ người ta dẫn nhiều đến những cái vấn đề về tự tử. Tự kỷ thì sẽ dẫn nhiều đến những cái rối loạn về mặt hành vi cảm xúc trong cuộc sống, đúng không ạ? Đặc biệt là tự kỷ ở người lớn thì nó gọi là cái phổ tự kỷ, tức là rất khác nhau, không có một người nào tự kỷ giống hệt người nào đâu nhé. Tất cả biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên cái câu chuyện đây trầm cảm thì nó sẽ dẫn đến những cái hành vi rất là tiêu cực trong cuộc sống. Còn tự kỷ mình hiểu nó nôm na nó là một bệnh mắc phải, và ở góc độ nào đó thì mình chung sống với nó. Vậy thì hiện nay mình có những cái phương pháp chẩn đoán chính xác tự kỷ ngay từ sớm để mà mình có thể là chung sống, tôi nói là chung sống an toàn đi với nó. Nó sẽ phải dựa trên cái việc đó là bác sĩ sẽ phải trò chuyện, sẽ phải khai thác tiền sử của người tự kỷ, rồi có phải những cái khám nghiệm khác để phát hiện các vấn đề bệnh lý khác, có những cái phác đồ để có thể chẩn đoán được và điều trị được, có những phác đồ điều trị. Tuy nhiên để nói rằng thì là 100 yếu tố để làm test các thứ một cách thật rõ ràng thì nó cũng không hẳn, và nó đòi hỏi rất là nhiều cái thời gian là tìm hiểu cũng như là khám nghiệm. Diệu Linh này, qua những cái phần mà bạn tiếp xúc với những người bị tự kỷ thì cái lúc đó cái thái độ ứng xử của mình như thế nào? Bởi vì theo kinh nghiệm của tôi nha, nhiều người họ có cái sự kỳ thị đấy, họ sẽ có một cái sự cái góc nhìn nó hơi xa lánh đối với những người bị tự kỷ. Đó là một cái thực tế chúng ta cần phải nhìn nhận. Còn bạn thì sao? Đối với mình ấy thì mình căn bản là mình hiểu được cái bệnh, cái tự kỷ, hội chứng tự kỷ nó không gây truyền nhiễm. Thế nên là mình khi mà mình tiếp xúc với họ thì mình cũng không cần phải có sự e dè gì cả. Ngoài ra thì là mình nghĩ là khi mà tiếp xúc với người có hội chứng tự kỷ thì mình nên kiên nhẫn một chút. Bởi vì cơ bản là vì họ rất là khó khăn trong vấn đề giao tiếp. Như bác sĩ có đề cập là họ không phải không muốn, mà là họ thực sự là có một cái rào cản, họ có một cái vỏ bọc họ không thể thoát ra được. Họ cũng rất muốn được thể hiện bản thân của mình cho người khác, nhưng mà họ rất khó khăn trong vấn đề đấy. Thì mình nên kiên nhẫn một chút. Ngoài ra thì mình nghĩ là khi mà nói chuyện với người tự kỷ thì cũng nên nói rõ ràng, tức là ý A là ý A, ý B là ý B. Mình không nên nói nghĩa ngức đôi, bởi vì mình nghĩ là cái những người tự kỷ họ không có khả năng hiểu được cái nghĩa ngầm trong câu nói của mình. Vì thế nên mình nghĩ là mình nói chuyện rõ ràng một chút, chậm, và mình nghĩ là quan trọng hơn nữa là mình nên tôn trọng những cái sở thích cá nhân hay là những cái hành động đặc biệt của người tự kỷ. Bởi vì là có những người tự kỷ rất đặc biệt, họ có một cái tài năng thiên bẩm về một cái mặt nào đấy, một cái lĩnh vực nào đấy mà người khác, người bình thường không thể nào bằng được họ. Nhưng mà cái rào cản của họ chính là họ không thể, khó khăn trong việc giao tiếp hay là hành động suy nghĩ thôi. Nên là mình nghĩ là có
khi mà mình tiếp xúc với những người như thế thì mình bởi vì là không phải lúc nào mình cũng tiếp xúc với người tự kỷ, nên là mình hướng theo họ và suy nghĩ cho họ nhiều hơn, kiên nhẫn với họ nhiều hơn, đúng dạ, không chị? Đúng dạ, tôi thấy cái điều này là một sự thấu hiểu của một người trẻ đó chứ. Rõ ràng là ví dụ như trong một cái gia đình đi, tôi cũng gặp rất là nhiều những cái gia đình mà họ có con em là họ bị tự kỷ, thì họ là những người thực sự là những người cha, những người mẹ thực sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn không chỉ là trong cái cách là giao tiếp với con em mình đâu, mà kiên nhẫn trong việc là tìm ra những cái phương pháp điều trị. Mà bây giờ chúng ta đã có những cái phương pháp nào can thiệp đối với tự kỷ hay chưa bác sĩ? Thật ra thì chúng ta có những cái biện pháp can thiệp. Tôi lại thấy là Cường với Linh vừa nói có một cái khía cạnh rất hay mà mình muốn nói thế này. Thực ra gọi là kiên nhẫn thì cũng đúng, nhưng mà trên thực tế chúng ta dùng từ chính xác, đó là chúng ta hãy tìm ra cái điểm để mà có thể khơi nguồn được. Ban nãy như chúng ta nói nhé, là cái người tự kỷ là người mà người ta có một cái vỏ bọc và người ta rất khó khăn để vượt qua, để người ta có thể bộc lộ. Nhưng mà một cái điều cũng sai lầm của mọi người trong giao tiếp là cứ nghĩ rằng thì là chỉ là giao tiếp mới là thể hiện con người. Nhưng ở đây, ban nãy như Linh nói thì tôi lại muốn nhắc lại là có rất nhiều những người tự kỷ và chỉ cần chúng ta kiên nhẫn làm gì, không phải kiên nhẫn để bao dung với họ hay thương họ đâu, mà là kiên nhẫn để tìm ra cùng với họ, tìm ra một cách để họ có thể giao tiếp thông qua cách đó. Ví dụ, chúng ta giao tiếp thông qua lời nói, chúng ta giao tiếp thông qua gặp gỡ, giao tiếp thông qua ngôn ngữ, hình thể, vân vân. Đấy là bình thường. Nhưng tự kỷ người ta sẽ không giao tiếp qua đó. Thế thì quan trọng nhất là phải tìm được cái kênh giao tiếp như thế nào. Ví dụ, có những người giao tiếp qua âm nhạc, những thiên tài âm nhạc, có những người được xác định là tự kỷ mà. Rồi người ta giao tiếp qua hội họa, người ta giao tiếp qua rất nhiều các cách thức khác nhau. Thậm chí có những người tự kỷ nếu như được khai thác đúng với người ta có thể trở thành một người chữa bệnh kỳ tài cho rất nhiều cái bệnh lý khác. Người ta có những khả năng đặc biệt. Thế thì điều quan trọng đây chúng ta kiên nhẫn là gì? Kiên nhẫn là để cùng với họ tìm ra được cái điểm đột phá khỏi vỏ cái quả trứng đấy. Đấy là một điều quan trọng trong cái câu chuyện tự kỷ. Không có nghĩa rằng người tự kỷ không có cách giao tiếp. Chúng ta chỉ nói là họ hạn chế và họ khó khăn trong cái giao tiếp, trong cái thể biểu lộ hành vi, nhưng không có nghĩa là họ không có cách. Và bên cạnh cái mà như Linh vừa nói về cái việc đó là chúng ta phải thấu hiểu và nói với họ một cách đơn giản ấy, thì ngược lại chúng ta cũng phải học cách để hiểu những cái biểu đạt của họ. Bởi vì họ bị hạn chế, sẽ khó khăn trong giao tiếp mà, cho nên khi họ biểu đạt như thế này thì mình hãy cố gắng hiểu rộng hơn ở đằng sau cái đó là họ định bày tỏ cái gì. Và trong điều trị tự kỷ thì nó có thứ nhất là vẫn phải đề cập đến, đó là điều trị bằng thuốc. Vâng, các bác sĩ về mặt gọi là bác sĩ về mặt tâm thần sẽ phải sử dụng thuốc trong điều trị trong những trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, những cái liệu pháp trị liệu của hành vi, rồi các cái liệu pháp liên quan, đặc biệt là những cái rèn luyện về mặt tâm lý, rèn luyện về mặt giao tiếp. Có một điểm lưu ý ở đây, đấy là tự kỷ ở người trưởng thành thì có một điểm tích cực nhé, đó là tự kỷ ở người trưởng thành thì điều trị nó sẽ có tương lai hơn trẻ em, bởi vì mình ứng dụng thêm được cái liệu pháp về nhận thức hành vi. Tại vì người trưởng thành là những người mình đã có một cái khoảng thời gian sống rồi, có những kỹ năng sống rồi, cho nên nó có những cái liệu pháp trị liệu về nhận thức hành vi. Còn lại ở trẻ em thì cái này nó khó hơn, bởi vì chúng nó chưa nhận thức được các hành vi của nó. Và vì thế cho nên là nếu mẹ phát hiện tự kỷ thì đừng bi quan. Hoàn toàn đồng ý với bác sĩ là chúng ta đừng có bi quan khi mà chúng ta phát hiện ra những người thân của mình gặp tự kỷ. Lúc đó thì tôi nghĩ là cái quá trình chúng ta học, như là bác sĩ nói là học tìm cái điểm chung để có thể giao tiếp với người ta, thì bên cạnh đó là việc chúng ta cũng phải học cái cách thích ứng và chăm sóc những người tự kỷ nữa, đúng không ạ? Để cho người ta có một cái về mặt cuộc sống thể chất nó sẽ tốt hơn. Đó là những cái điều chúng ta cần lưu ý như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, thứ nhất là điều đầu tiên, một cái lời khuyên đầu tiên đấy là tất cả mọi người đều không loại trừ cái việc là có thể thành viên trong gia đình mình có thể bị tự kỷ mà mình chưa phát hiện được. Thế thì đầu tiên là cần phải chú ý quan tâm đến những cái thành viên trong gia đình mình, quan tâm đến những người thân, những người xung quanh để có thể phát hiện sớm. Đấy là một nguyên tắc đầu tiên. Điều thứ hai nữa đấy là cái cách thức như ban nãy mình vừa nói, đấy là khi chúng ta hiểu được là tự kỷ là một tình trạng bệnh lý thì cái câu chuyện thứ hai đó là mình phải cảm thông, mình không có kỳ thị, mình phải hiểu, tìm hiểu về nó, về cái bệnh lý này để mình hiểu rằng đấy là một thể loại bệnh và người ta hoàn toàn không muốn người ta mắc phải. Một cái điểm thứ ba nữa trong cái câu chuyện để có thể chăm sóc được đó là chúng ta cũng ban nãy chúng ta đã đề cập đến rồi, đó là hãy kiên nhẫn và để cùng họ tìm ra được các cái cách để phá băng. Cái thứ tư đó là hãy thông minh, thông thái trong cái câu chuyện đó là cần phải đưa, hoặc là nếu người thân của mình có những cái dấu hiệu hoặc là có những cái nghi ngờ tự kỷ thì cần phải đến các cơ sở về mặt chuyên khoa được chẩn đoán một cách cẩn thận, chắc chắn được đánh giá một cách cẩn thận và phối hợp trong cái điều trị. Thế thì tất cả những cái cách thức đó đều là những cái để hoàn toàn có thể giúp chăm sóc cũng như là giúp cho chúng ta có thể chung sống được một cách gọi là tích cực nhất.
Rõ ràng là tôi thấy là ngày hôm nay Diệu Linh là một người ứng xử rất là văn minh đối với những người bị tự kỷ. Tạm gọi cái cụm từ là đối mặt một cách nó nhẹ nhàng đối với những người tự kỷ như thế. Vậy thì Linh đã có cái sự trang bị như mình như thế nào để mình đối mặt với những cái người mà không may gặp phải tự kỷ trong cuộc sống, để khiến cho có thể là cái mối quan hệ, cái mối giao tiếp nó trở nên nó nhẹ nhàng hơn, và để xem tự kỷ bây giờ nó là một cái gì đó mà mình có thể chấp nhận nhẹ nhàng để vượt qua và thích ứng trong cuộc sống hàng ngày mà bây giờ ấy, về mặt giải trí có rất là nhiều các nhà làm phim họ bắt đầu làm những cái bộ phim liên quan đến những người tự kỷ, và họ đưa cái hội chứng tự kỷ vào trong các cái thước phim một cách rất là văn minh, mà khiến cho mình có thể hiểu được phần nào và mình có thể cảm thông được với họ, và qua đó mình có thể truyền đạt được tới rất là nhiều người hơn. Và khi mà mình xem những cái bộ phim đấy thì phần nào mình cũng sẽ hiểu được những cái nỗi bận tâm của gia đình hay là trong bản thân những người tự kỷ, mặc dù là phim hay là nó chỉ là một phần nào đấy, mang một phần nào đấy các cái thông tin, các cái nguồn thông tin về người tự kỷ thôi, qua đó mình cũng có thể hiểu được và mình cũng có thể cảm thông được cho họ. Ngoài ra thì là trên trường lớp hay là trong các cái hoạt động thì mình cũng ít nhiều mình cũng sẽ được mọi người cho các cái nguồn thông tin về làm thế nào để nói chuyện với những người tự kỷ, hay là tiếp xúc với họ một cách văn minh và khiến cho họ không cảm thấy quá là khó chịu khi tiếp xúc với mình. Đó là một cái sự học hỏi mà tôi thấy là cũng rất là đáng ngưỡng mộ của một người trẻ như Linh. Vậy thì nếu như mà có lời nói với các khán giả ngày hôm nay để có thể là họ, như tôi nói, là đối diện với tự kỷ một cách nhẹ nhàng nhất và để chúng ta thích ứng, thì bác sĩ sẽ nói điều gì? Hãy coi tự kỷ là một vấn đề hết sức bình thường. Nó là một cái bệnh lý bình thường. Chúng ta chưa hiểu về nó, cho nên chúng ta trở nên kỳ thị nó và chúng ta trở nên coi nó thành một cái câu chuyện rất kinh khủng. Nhưng tôi nghĩ rằng cái điều đơn giản nhất đó là nó cũng là một cái loại bệnh tổn thương bình thường. Hãy hiểu về nó, học về nó và cố gắng cùng nhau tạo dựng những cái không gian để cho những người tự kỷ người ta có thể dễ dàng hơn, giống như chúng ta tạo không gian cho những người khuyết tật vận động chẳng hạn để đi lại, thì ở đây là chúng ta tạo những cái không gian, tạo những cái môi trường để cho những người tự kỷ họ có thể chuyển động trong đó, họ có thể giao tiếp trong đó một cách an toàn hơn, dễ dàng hơn. Thì thực tế khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ thấy là trong cuộc sống có muôn vàn các cái loại bệnh. Bản thân chúng ta ngồi đây cũng không biết là chúng ta đang có những cái vấn đề bệnh lý gì. Vậy thì tự kỷ nó chỉ là một bệnh lý về mặt thần kinh. Nó như muôn vàn bệnh lý khác, nhưng chúng ta ít hiểu về nó. Chính vì thế cho nên là hãy tìm hiểu về nó, hãy học từ nó và hãy cố gắng để làm nào tạo dựng, không phải chỉ là cảm thông đâu, chia sẻ đâu, mà thực sự là chính chúng ta, vì chúng ta chưa hiểu, nhưng hãy hiểu để có thể hỗ trợ những người tự kỷ người ta hòa nhập tốt hơn, hỗ trợ những người tự kỷ người ta giao tiếp tốt hơn, người ta vận động trong cái môi trường của chúng ta tốt hơn thì hoàn toàn bình thường. Và trong tương lai tôi tin rằng thì là y học hay là khoa học cùng với lại sự hiểu biết của mọi người, càng hiểu biết nhiều chúng ta càng hỗ trợ được cho những cái câu chuyện này nó trở nên nhẹ nhàng hơn, nó trở nên dễ dàng hơn, và trong tương lai chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng chúng ta sẽ khắc phục được nó. Vâng ạ, rõ ràng là qua những cái sự chia sẻ vừa rồi thì tôi tin chắc rằng không chỉ tôi, Diệu Linh mà rất nhiều các khán giả theo dõi chương trình này cũng sẽ hiểu nhiều hơn về tự kỷ, để từ đó là chúng ta có một cái cách ứng xử văn minh nhất đối với cái hội chứng này, và cũng như là giúp cho những người tự kỷ họ hòa nhập được với cộng đồng chúng ta. Ở bên cạnh cái phần trao đổi trực tiếp tại trường quay thì chúng tôi cũng có nhận được những cái câu hỏi của các khán giả thông qua địa chỉ gmail của chúng tôi là khỏe để sống vui @gmail.com. Bây giờ thì bác sĩ hãy lắng nghe và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với các khán giả. Khán giả có địa chỉ email xuanhanh11a@gmail.com gửi câu hỏi như sau. Con nhà em 20 tuổi được chẩn đoán mắc tự kỷ. Trước đó, khi còn đi học trung học phổ thông, biểu hiện của con rất bình thường. Xin hỏi bác sĩ là gia đình cần làm gì để tình trạng của con được cải thiện? Điều đầu tiên chúng ta có thể làm được đấy là nói chuyện với bạn ấy một cách rất là thoải mái, thẳng thắn, cởi mở và mang tính xây dựng của những cái người thân trong gia đình, để bạn ấy không quá lo lắng, quá lo sợ về cái việc là bạn ấy được chẩn đoán là vấn đề tự kỷ. Thứ hai là cùng nhau cả bạn ấy cũng như là gia đình, các bậc cha mẹ cần cùng nhau tìm hiểu về cái vấn đề bệnh này, cùng nhau tìm ra được cái cách biểu đạt khác nhau, có thể là tìm ra được những điểm mạnh của bạn ấy, tìm ra được những cái cách thức biểu đạt đó. Thế và bên cạnh đó, khi đã được chẩn đoán là tự kỷ thì hãy cùng nhau đi trên cái chặng đường này, cùng nhau tuân thủ những cái hướng dẫn của các bác sĩ, tuân thủ các cái liệu trình điều trị, cả về trị liệu về mặt thuốc, trị liệu về mặt
gọi là vận động hay là trị liệu về những cái liên quan đến vấn đề liệu pháp tâm lý nữa. Nếu chúng ta nói là cảm thông hay là chia sẻ thì đấy là những cái về mặt cảm xúc, nhưng bên cạnh đó nữa ở đây cần phải có trí tuệ. Trí tuệ về mặt cảm xúc, không quá buồn, không quá lo lắng, cũng cần phải điều tiết được và cần phải xác định được rằng chặng đường này đi sẽ rất là dài, nhưng mà không lo lắng và hoàn toàn có thể chia sẻ được và giúp đỡ bạn ấy để dần dần có thể làm thế nào để giảm nhẹ tất cả những cái tác hại của vấn đề bệnh. Khán giả có địa chỉ Facebook Hoàng Kỳ hỏi: thưa chuyên gia, phác đồ điều trị tự kỷ ở người lớn có giống trẻ em hay không ạ? Rất may mắn nhé, là phác đồ điều trị người lớn thì có thêm những cái liệu pháp về nhận thức hành vi. Mình hiểu nôm na nó như những cái bài tập, trong đó giúp cho người bị tự kỷ họ nhận thức được về những hành vi của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó thì một điểm khó khăn trong cái trị liệu cho người trưởng thành, đó là do chính người trưởng thành vì cũng đã có nhận thức được phần nào những cái câu chuyện bệnh của mình, cho nên đôi khi thì lại hơi tiêu cực hơn so với trẻ em. Thế thì ở đây cũng lại là một điểm lưu ý, và với những người trưởng thành thì sẽ cần những người đồng hành bên cạnh cũng phải rất là hiểu về mặt tâm lý, cũng như là làm cách nào đó để cho cái người trưởng thành này không bị tiêu cực, để không dẫn đến những cái phản ứng một cách nó thái quá. Vâng ạ, hy vọng là qua những cái giây phút mà chúng ta có cái sự trao đổi cởi mở hơn về cái bệnh lý tự kỷ thì tôi nghĩ rằng là không chỉ Việt Cường, Diệu Linh mà quý vị khán giả ngày hôm nay chúng ta cũng đã phân biệt được thế nào là trầm cảm, thế nào là tự kỷ nè, và chúng ta phải đối mặt với tự kỷ như thế nào cho thật sự là văn minh. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Giang và chị Nguyễn Diệu Linh đã đến đây và tham dự chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.